Vui mừng chào đón các bạn đến với kênh Nhiếp ảnh với Fujifilm. Tôi là Bà Thắng từ Hà Nội. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 yếu tố ảnh hưởng tới độ sâu trường ảnh cùng với một ứng dụng đo đạc độ sâu trường ảnh rất hữu ích để các bạn có thể dễ dàng kiểm soát nó trong khi tác nghiệp. Trước tiên, độ sâu trường ảnh là thuật ngữ để diễn tả vùng ảnh rõ nét theo chiều sâu. Những đối tượng nằm trong vùng này sẽ rõ nét và ngược lại, những đối tượng càng xa vùng này sẽ càng mờ đi. Độ sâu trường ảnh được viết tắt là DOF, trong từ tiếng Anh là Depth of Field hoặc Depth of Focus. Kiểm soát tốt độ sâu trường ảnh sẽ giúp bạn sáng tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Để kiểm soát nó, bạn cần hiểu rõ 3 yếu tố trực tiếp tác động tới độ sâu trường ảnh, gồm tiêu cự ống kính, khẩu độ ống kính và khoảng cách từ ống kính tới chủ thể. Để minh họa trực quan những tác động của 3 yếu tố này tới độ sâu trường ảnh, tôi sẽ sử dụng một ứng dụng tên là DOF Simulator chạy trên web tại địa chỉ http://dofsimulator.net. Các bạn cũng có thể sử dụng app này cho smartphone trên các nền tảng iOS cũng như Android, và các phiên bản này cũng đều có tính năng và giao diện y chang trên web. Do đó, trước khi vào nội dung chính, tôi sẽ giới thiệu sơ lược cách sử dụng ứng dụng này trên PC để các bạn tiện theo dõi. Toàn bộ giao diện ứng dụng có thể chia làm 3 phần chính, gồm không gian bên trái là hệ thống bảng thông tin nhiếp ảnh đầu vào để tra cứu độ sâu trường ảnh. Không gian bên phải là hình ảnh giả lập trực quan độ sâu trường ảnh theo thông tin đầu vào. Và không gian phía dưới là thông số thực tế về độ sâu trường ảnh, kèm với hình ảnh minh họa tương quan giữa độ sâu trường ảnh với chủ thể. Bảng thông tin đầu vào gồm 2 tab đầu để cấu hình cho hình ảnh giả lập, gồm có chọn giao diện, có thể chọn giao diện cơ bản, basic hoặc nâng cao, advanced. Chọn hệ đo khoảng cách, có thể chọn giữa hệ mét và hệ đo lường Anh, imperial. Chọn người mẫu, model, có thể chọn đàn ông hoặc phụ nữ, hoặc bé trai hoặc bé gái theo chiều cao của mẫu. Chọn hậu cảnh, có thể chọn 8 hậu cảnh khác nhau để minh họa phía sau chủ thể. Chọn định dạng ảnh, lựa chọn giữa ảnh dọc portrait hoặc ảnh ngang landscape. Tiếp theo là 4 tab thông tin về máy ảnh, ống kính và khoảng cách khuôn hình. Chọn kích thước cảm biến nếu chưa xác định được cụ thể máy ảnh của mình. Nó có các lựa chọn như Large Format, Medium Format, Full Frame, APS-C, APS-C và các loại kích cỡ cảm biến khác của máy ảnh compact. Chọn các máy ảnh đang sử dụng, các bạn nên lựa chọn này nếu đã xác định rõ máy ảnh của mình. Chọn tên hãng và model máy ảnh cụ thể, ta sẽ có hệ số crop so với cảm biến full frame ngay góc bên phải. Cụ thể, đối với máy ảnh Fujifilm X-T3, hệ số crop là 1,53. Chọn tiêu cự ống kính bằng cách kéo thanh ngang từ 16mm tới 210mm. Chọn khẩu độ ống kính bằng cách kéo thanh ngang cho phép từ F1 đến F64. Chọn converter nếu có. Chọn khoảng cách từ ống kính tới chủ thể. Chọn góc nhìn hoặc khuôn hình muốn chụp, có thể lựa chọn theo các góc nhìn có sẵn, gồm đầu vai face, đầu vai ngực portrait, bán thân medium shot, 3/4 thân American shot và toàn thân full shot. Ngoài ra còn có thể khóa góc nhìn đã chọn hoặc cố định tiêu cự hoặc cố định khoảng cách tùy thuộc vào mục đích so sánh với từng yếu tố mong muốn. Cuối cùng của không gian, bảng thông tin đầu vào là bảng lưu các cài đặt khác nhau để chúng ta có thể dễ so sánh được ngay sự khác nhau giữa độ sâu trường ảnh với từng cài đặt cụ thể. Toàn bộ không gian bên phải là hình ảnh giả lập trực quan độ sâu trường ảnh, tức là tương quan giữa góc nhìn của mẫu so sánh với độ nét hay mờ của hậu cảnh, được cập nhật tức thời theo từng thông tin cập nhật đầu vào. Toàn bộ không gian bên dưới là thông số thực tế về độ sâu trường ảnh trả về kèm hình ảnh minh họa tương quan giữa độ sâu trường ảnh với chủ thể. Độ sâu trường ảnh cụ thể, khoảng cách độ sâu trường ảnh bắt đầu và kết thúc tính từ ống kính máy ảnh và khoảng cách bắt đầu và kết thúc so với mặt phẳng lấy nét cùng hình ảnh minh họa.
Quay trở lại nội dung chính là ba yếu tố trực tiếp tác động tới độ sâu trường ảnh gồm: thứ nhất là tiêu cự ống kính. Độ dài tiêu cự càng dài sẽ cho độ sâu trường ảnh càng nông hoặc mỏng, và ngược lại, độ dài tiêu cự càng ngắn sẽ cho độ sâu trường ảnh càng sâu hoặc dày. Trong ví dụ minh họa trên Dolby Simulator, tôi sử dụng ống kính zoom Fujinon XF50-140mm f2.8 với khẩu được mở cố định tại f2.8. Khoảng cách cố định với mẫu là 6m và chỉ thay đổi tiêu cự ống kính, lần lượt từ tiêu cự rộng nhất là 50mm, tiêu cự ở giữa là 90mm và hết giải tiêu cự là 140mm. Chúng ta có thể thấy rõ độ mờ của hậu cảnh tăng dần từ tiêu cự rộng tới tiêu cự hẹp, và độ sâu trường ảnh cũng mỏng dần từ 154cm, rồi còn 46,4cm, rồi chỉ còn 19cm. Thứ hai, khẩu độ ống kính. Khẩu độ càng lớn sẽ cho độ sâu trường ảnh càng nông, và ngược lại, khẩu độ càng nhỏ sẽ cho độ sâu trường ảnh càng sâu. Trong ví dụ minh họa trên Dolby Simulator, tôi sử dụng ống kính Prime XF50mm f1.0 với khoảng cách cố định với mẫu là 3m30 và chỉ thay đổi khẩu độ ống kính lần lượt từ lớn nhất là f1, cách 2 stop tới f2.8, tiếp theo là f8 và cuối cùng sẽ khép tới f22. Chúng ta có thể nhận thấy rõ độ mờ của hậu cảnh giảm dần từ khẩu độ lớn tới khẩu độ nhỏ, và độ sâu trường ảnh cũng sâu dần từ 16,2cm, 45,6cm, rồi tới 135cm và cuối cùng lên tới 504cm. Thứ ba, khoảng cách từ ống kính tới chủ thể. Khoảng cách càng gần sẽ cho độ sâu trường ảnh càng nông, và ngược lại, khoảng cách càng xa sẽ cho độ sâu trường ảnh càng sâu. Trong ví dụ minh họa trên Dolby Simulator, tôi sử dụng ống kính Prime XF80mm f2.8 macro, khẩu độ mở cố định tại f2.8 và chỉ thay đổi khoảng cách ngày càng gần với mẫu để có 5 khuôn hình có sẵn trên ứng dụng là 8,72m, 5,13m, 3,59m, 2,46m và 1,64m. Chúng ta có thể thấy rõ độ mờ của hậu cảnh tăng dần khi rút ngắn khoảng cách tới mẫu, và độ sâu trường ảnh cũng nông dần từ 125cm, 42,9cm, 20,9cm, 9,7cm và cuối cùng chỉ còn 4,2cm. Hỏi đáp và mẹo vặt. Thứ nhất, bản chất của chụp close-up cận cảnh hoặc chụp macro là sử dụng ống kính đặc biệt có khả năng lấy nét gần chủ thể hơn rất nhiều so với các ống kính thông thường, nên chúng ta có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa ống kính và chủ thể. Do đó, kết quả thu được sẽ là tấm ảnh có độ sâu trường ảnh cực mỏng, dù bạn có khép khẩu đến đâu đi chăng nữa. Và cũng chính vì vậy, nên để có một tấm ảnh macro có trường ảnh sâu đủ để nét toàn bộ chủ thể, các nhiếp ảnh gia thậm chí phải chụp hàng trăm tấm ảnh có vị trí lấy nét khác nhau dọc theo chủ thể, và sau đó là sử dụng chức năng Focus Stacking trên các ứng dụng chỉnh sửa ảnh để ghép hàng trăm tấm ảnh này thành một tấm hoàn chỉnh, có trường ảnh rộng hơn phù hợp với mục đích sử dụng. Thứ hai, các ống kính full frame có độ sâu trường ảnh nông hơn so với các ống kính APS-C như hệ thống X của Fujifilm. Mức độ nông hơn có tỷ lệ đúng bằng với hệ số crop của cảm biến APS-C so với cảm biến full frame, tức là 1,5 lần. Ví dụ ống kính Fujinon XF56mm f1.2 sẽ có độ sâu trường ảnh đúng bằng ống kính 85mm f1.8. Giải thích cho điều này, ống kính 85mm trên full frame muốn có khuôn hình giống với khuôn hình của XF56mm cần tiến vào chủ thể gần hơn nên cho độ sâu trường ảnh mỏng hơn, và bản chất chính là có liên quan tới yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới độ sâu trường ảnh. Thứ ba, khái niệm bokeh xuất phát từ một từ tiếng Nhật có nghĩa là nhòe, thường được dùng để mô tả hiện tượng hay cảm giác về vùng bị nhòe mờ, out of focus. Bokeh nên được hiểu là chất lượng và hình thù của toàn bộ phần nằm ngoài vùng nét focus,
chứ không chỉ phần mờ nhòe từ những đốm sáng hoặc những bóng đèn tạo ra các vòng tròn hoặc đa giác tròn như một số bạn vẫn lầm tưởng. Phần các vòng tròn hoặc đa giác tròn mờ nhòe đó người ta hay gọi là bokeh bù. Thứ tư, tương quan giữa điểm lấy nét hoặc mặt phẳng nét và độ sâu trường ảnh không hẳn là ở giữa độ sâu trường ảnh mà có xu hướng ở 1/3 trường ảnh phía trước và 2/3 trường ảnh phía sau. Do đó, để ứng dụng cho việc chụp ảnh tập thể, ví dụ nhóm người xếp thành 3 hàng, thì bạn cần lấy nét vào mắt hoặc mặt của một người nào đó ở hàng thứ 2. Trong trường hợp độ sâu trường ảnh chỉ đủ cho chiều sâu 3 hàng người này, giả sử hoàn cảnh chụp ảnh trong nhà phải mở khẩu lớn, thì việc lấy nét đúng vị trí sẽ cho chúng ta tấm ảnh hoàn hảo cho tất cả nhóm người. Như vậy là tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn 3 yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới độ sâu trường ảnh. Và theo kinh nghiệm của tôi thì yếu tố khẩu độ có ảnh hưởng ít nhất, yếu tố tiêu cự có ảnh hưởng lớn hơn, và yếu tố cuối cùng là khoảng cách từ ống kính tới chủ thể ảnh hưởng mạnh nhất tới độ sâu trường ảnh. Các bạn mới có thể sử dụng ứng dụng Dolby Simulator để tính toán khi chụp, nhưng khi các bạn chụp thật nhiều cùng với tư duy của 3 yếu tố ảnh hưởng này sẵn có trong đầu, thì các bạn gần như sẽ có bản năng hiệu chỉnh các yếu tố để đạt được đúng độ sâu trường ảnh mà mình mong muốn. Tôi xin tạm dừng video tại đây và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu video này hữu ích với các bạn vui lòng nhấn like, share và đặc biệt nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.